Xin chào anh em, thì cũng đã qua hơn 2 tuần của mùa này và 300 là con số kỷ lục để đổi C sang Divide ở cuối tuần trước. Có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ một phần cũng do thay đổi về Aerith Onta. Và mình là Hưng, trong video này mình sẽ support cho anh em một số thứ cơ bản để hiểu hơn về Aerith Onta. Trước khi vào video thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Đầu tiên thì rất nhiều anh em và cả mình nữa cũng nghĩ hai bên xanh và đỏ đều có divide, nhưng không, chỉ có bên xanh mới có mod đó thôi nhá. Và đây là một số kiến si cơ bản chỉ có ở mỗi bên. Nếu anh em muốn tìm hiểu thêm thì ở phần mô tả mình có để link để cho anh em tiện xem nhé. Anh em vào web để chuột vào dấu chấm than, nó sẽ hiển thị tỷ lệ ra ở cái dòng mà stamp. Có thể anh em thấy bên xanh có divide nghĩ sẽ ngon hơn, nhưng bên đỏ không muốn kém. Rõ ràng con số ra si 48.000 so với 1.000 ra divide lớn hơn rất là nhiều, cho nên bên đỏ sẽ ổn định hơn thôi. Nếu anh em muốn farm theo mình á thì hãy cộng theo tree như này xanh, và tương tự như vậy ở đỏ. Khi mà anh em cộng vào những điểm này á thì phần thưởng sẽ nhiều hơn, nhưng phần nguyền rủa cũng sẽ gấp đôi. Ví dụ như ở đỏ sẽ có mod nhận 600 dam khi sử dụng bình, nhân 2 lên là 1.200 dam, hoặc bị thiên thạch rơi trúng. Còn ở bên xanh á, thì anh em sẽ bắn hụt, nhìn cứ như là phá hoa vậy. Và nếu anh em thắc mắc bây giờ nên farm xanh hay đỏ thì nhìn theo giá của cái viên boss mà anh em hãy farm theo nhé. Rõ ràng hiện tại đỏ đang cao hơn rất là nhiều. Cảm ơn và bye bye anh em, chúc anh em may mắn.